Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng đầu tuần của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2022 sẽ có những nội dung chính sau đây. Kể từ 1 tháng 8, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh ngừng nhắn tin SMS. Những phát hiện thú vị về trống đồng Đông Sơn Việt Nam. Đảo Síp mở cửa công viên khảo cổ học dưới nước đầu tiên. Thắng Thái Lan, tuyển nữ Philippines lần đầu vô địch cúp bóng đá Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng nhắn tin SMS và chuyển sang hình thức nhắn tin qua ứng dụng điện tử như email, Zalo và ứng dụng trên smartphone. Theo đó, để nhận các tin nhắn qua ứng dụng điện tử, khách hàng sử dụng điện tại Thành phố Hồ Chí Minh cần cài đặt app EVN HCMC CSKH, quan tâm và theo dõi trang EVN HCMC trên Zalo hoặc đăng ký địa chỉ email với ngành điện. Đối với các khách hàng chưa cài đặt app, chưa quan tâm trang Zalo EVN HCMC hoặc chưa đăng ký email. Sau khi đăng ký, khách hàng sử dụng điện sẽ nhận được thông báo về các dịch vụ điện của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đang cung cấp như thông báo tiền điện, thông báo khảo sát dịch vụ, xác nhận thanh toán, thông báo trả điện trễ hạn, thông báo phí dịch vụ, thông báo mất điện do sự cố, thông báo mất điện kế hoạch, thông báo ngừng cấp điện trước 24 giờ, thông báo nhắc nợ tiền điện. Thời gian gần đây, mặc dù không ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, tuy nhiên vẫn ghi nhận những bệnh nhân xuất hiện những triệu chứng hậu COVID-19, ghi nhận ở cả trẻ em và người lớn. Đa phần thì các triệu chứng này thường xuất hiện sau khoảng từ 3 đến 5 tháng. Em bé này mắc COVID-19 từ tháng 2. Sau 5 tháng khỏi bệnh, bé xuất hiện viêm tai giữa và sốt cao dai dẳng, xuất hiện ban ngoài da. Các bác sĩ kết luận nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C hậu COVID-19. Mỗi bé này là nhỏ nhất và lại bị hậu COVID thì cả gia đình đều rất là lo lắng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận gần 800 lượt bệnh nhân mắc các bệnh lý liên quan tới hậu COVID-19, trong đó có khoảng 370 bệnh nhân mắc hội chứng MIS-C. Trong khi đó, có đến 63,3% trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, 97% số trẻ mắc đều chưa được tiêm vaccine. Có các cái biểu hiện khác của bệnh nhân hậu COVID nhưng rất là ít, là có các cái biểu hiện của viêm cơ tim. Khuyến cáo rằng chúng ta cần phải tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi để phòng ngừa những hệ quả đáng tiếc xảy ra. Các chuyên gia nhận định, nhưng ảnh hưởng hậu COVID-19 vẫn chưa được phát hiện hết ở cả trẻ em và người lớn. Vì vậy, việc theo dõi các triệu chứng sau mắc COVID là điều cần thiết và quan trọng hơn là cần tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Mặc dù mới được đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng chưa lâu, nhưng chỉ sau vài cơn mưa lớn, tuyến đường DT-756 Minh Lập - Lộc Hiệp đoạn đi qua xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Theo người dân địa phương, tuyến đường DT-756 Minh Lập - Lộc Hiệp đã giúp rút ngắn khoảng cách, thời gian cho người và phương tiện trong quá trình đi lại, giao thương hàng hóa. Thế nhưng chỉ sau hai cơn mưa lớn như ngày gần đây, áp lực nước quá lớn từ các lô cao su đã làm phần lề đường bị sạt lở nhiều đoạn, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại nơi đây. Phải có mương kè thì mới bảo vệ được con đường, nó mới bền vững sau này. Nếu còn không có mương kè thì trước sau nó cũng phải hư. Nếu mà không làm thì đường này nó hư thì phí cái tài sản của nhân dân và nhà nước để đầu tư ra. Cũng theo người dân địa phương, tuyến DT-756 trước khi được đầu tư, nâng cấp, có hệ thống kè thoát nước hai bên. Mặc dù đường hẹp nhưng chưa xảy ra sự cố sạt lở như hiện nay. Sau khi nâng cấp, đường rộng ra nhưng lại có nhiều khúc cua gác, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Hai nhà khoa học khảo cổ học của Đức vừa công bố những phát hiện đáng ghi nhận về trống đồng Đông Sơn Việt Nam. Điều đặc biệt là họ đã tìm ra những điểm tương đồng giữa trống đồng Đông Sơn với đĩa bầu trời. Tại buổi họp báo về triển lãm đĩa bầu trời ở Đức, tiến sĩ Dominic Wallis và tiến sĩ Kai Helwood cho biết, trống đồng Đông Sơn của Việt Nam được giới thiệu tại triển lãm đã được các nhà khảo cổ Đức đánh giá là có lưu trữ những thông tin quan trọng mang nhiều nét tương đồng với những đĩa bầu trời đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Trong đó có đĩa bầu trời Nebra, là một biểu đồ sau thời tiền sử được tạo ra ở Đức vào khoảng năm 1670 trước công nguyên. Nó minh họa nhiều khía cạnh quan trọng của bầu trời, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Mặc dù có những cách giải thích khác nhau dựa trên những quan điểm khác nhau, nhưng hai nhà khảo cổ Gulis và Witt đều cho rằng nội dung hình ảnh đĩa bầu trời Nebra ở Đức là duy nhất cho thời kỳ đồ đồng Trung Âu, và đây cũng là chính là thời kỳ phát triển của trống đồng Đông Sơn Việt Nam.
Chống đồng Đông Sơn cho đến nay vẫn là đề tài hấp dẫn thu hút sự quan tâm nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, khảo cổ học trong nước và quốc tế. Nghề khảm trai của làng Chuôn Ngọ Hà Nội theo truyền thuyết đã được ngàn năm tuổi. Tại đây, một nghệ nhân trẻ với 20 năm tuổi nghề tiếp tục kế thừa tinh hoa truyền thống mà ông cha để lại với kỹ thuật tỉa truyền thần. Là đời thứ tư của gia đình có truyền thống khảm trai, Tuấn bắt đầu làm quen với nghề từ năm lên 10 tuổi. Trong đó, tỉa truyền thần là khắc họa thần thái, cảm xúc của một người, cần sự tỉ mỉ và kiên trì. Ít ai trong nghề khảm có thể làm được. Dù nguyên liệu là quan trọng, nhưng người nghệ nhân trẻ cho rằng kinh nghiệm mới là chủ chốt. Cái chất liệu quý hiếm ốc đẹp thì hầu như là cứ chúng ta có tiền là chúng ta mua được, sẽ có nguồn nguyên liệu cung cấp cho chúng ta. Nhưng mà cái tay nghề nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Mỗi một người thợ làm nên sản phẩm nó có một cái hồn riêng. Người thợ phải có năm trong nghề, kinh nghiệm rất là dài thì mới nên được sản phẩm nó độc đáo. Sự tinh tế và lòng say mê nghề khiến nghề khảm trai tại làng được duy trì từ đời này qua đời khác. Mong rằng những làng nghề Việt Nam sẽ ngày một phát triển hơn. Hôm qua 17 tháng 7, chung kết cuộc thi Nam Vương Siêu Quốc gia 2022 Mr. Supranational diễn ra tại Ba Lan đã chính thức khép lại. Đại diện Việt Nam là Đạt Kyo nhận giải Nam Vương Siêu Quốc gia châu Á 2022. Trọng tâm đêm chung kết là phần thi thể hiện của các thí sinh đến từ 39 quốc gia. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi như giới thiệu quốc kỳ, trình diễn thể hình, trình diễn trang phục suit. Với phần thi ấn tượng, Đạt Kyo, đại diện Việt Nam nhanh chóng lọt vào top 10 chung cuộc. Đại diện Cuba đăng quang Nam Vương Siêu Quốc gia Mr. Supranational 2022. Á Vương 1 thuộc về đại diện Indonesia, Á Vương 2 thuộc về đại diện Hy Lạp, Á Vương 3 thuộc về đại diện Mexico và Á Vương 4 được trao cho đại diện Puerto Rico. Đạt Kyo tên thật là Bùi Xuân Đạt, sinh năm 1996, đến từ Hưng Yên. Chàng trai theo đuổi sự nghiệp người mẫu nhờ hình thể đẹp cùng chiều cao 1m84. Năm 2019, Đạt Kyo đã giành quán quân cuộc thi Việt Nam Fitness Model. Tối qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị đột kích kiểm tra hàng loạt điểm kinh doanh nghi độ xe trái phép trên địa bàn thành phố. Lực lượng đã phát hiện nhiều vi phạm. Khi ập vào kiểm tra một tiệm sửa xe thuộc phường An Phú Đông, quận 12, lực lượng chức năng phát hiện 11 xe máy có dấu hiệu thay đổi đặc tính và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp đó, tổ công tác đến một tiệm sửa xe tại phường 4, quận 11 và phường 6, quận 10 tiếp tục phát hiện một xe máy mang biển số không đúng với xe đã đăng ký, bên cạnh 3 xe máy đang sửa chữa thay đổi đặc tính cùng nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Light hoạt động tại đây cho biết hầu hết linh kiện phụ tùng xe được nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, được dán nhãn Light, sau đó bán ra thị trường. Nhiều điểm kinh doanh gia công linh kiện phụ tùng xe máy khác cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng. Khuya 16 tháng 7, tàu SE11 đang chạy từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực Nghệ An, thì tiếp viên phát hiện bé trai khoảng 10 tuổi trên toa số 2, nhưng không có người thân đi cùng. Cháu bé cho biết tên là Lê Đại Dương, nhà ở Nam Định nhưng không nhớ tên bố mẹ, người thân, không nhớ được số điện thoại của những người trong gia đình. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin và gia đình của bé, trưởng tàu SE11 bàn giao cháu Dương cho lãnh đạo ga Đà Nẵng để làm thủ tục đưa cháu trở về Nam Định theo nguyện vọng của gia đình. Nguyễn Minh Hoàng tạm trú ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc đã bị tạm giữ hình sự về hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan điều tra, đây cũng không phải là lần đầu tiên đối tượng phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận vào chiều ngày 15 tháng 7, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, nên Hoàng nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi xe máy trên đường Trần Phú, phường Dương Đông, Hoàng phát hiện bà Đặng Thị Đan, 56 tuổi, đang đi đổ rác trong hẻm có đeo dây chuyền vàng. Đối tượng tiếp cận nạn nhân, vừa hỏi đường rồi ra tay giật sợi dây chuyền. Sau khi cướp, Hoàng về phòng trọ cất giấu tang vật. Đến sáng hôm sau, khi Hoàng đem sợi dây chuyền đến bán tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Trung Trực thì bị công an bắt giữ. Được biết trước đó, đối tượng đã hai lần cướp giật với thủ đoạn tương tự. Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa đưa một tàu vỏ gỗ của ngư dân chở khoảng 90.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 15 tháng 7 tại vùng biển cách phía đông nam Côn Đảo, lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ gỗ số hiệu TG
93798TS có 5 thuyền viên do ông Trần Công Quang sinh năm 1973 ngụ tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 90.000 lít dầu đeo, không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật. Lợi dụng nhu cầu du lịch tăng cao, nhiều đối tượng lên mạng chào mời các tour combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, nhiều du khách trở thành nạn nhân khi bị lừa chuyển khoản đặt cọc tiền thuê căn hộ, biệt thự hoặc các gói combo du lịch tại Quảng Ninh. Các đối tượng lừa đảo thường tự xưng là nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, hãng lữ hành hoặc khách sạn, rồi ra sức chào mời, du khách chuyển tiền đặt phòng, đặt vé tàu trước để tránh hết chỗ. Sau khi nhận được tiền, những kẻ lừa đảo sẽ chặn mọi liên lạc với khách. Để không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, du khách nên đặt dịch vụ thông qua các công ty du lịch có uy tín, yêu cầu cung cấp giấy phép kinh doanh, hoặc đặt qua số điện thoại cung cấp trên các website hay số điện thoại của chủ cơ sở dịch vụ lữ hành do cơ quan chức năng cung cấp. Du khách cũng nên lưu lại toàn bộ các thông tin liên quan trong quá trình mua dịch vụ, như biên lai thanh toán, email, tin nhắn. Nếu có dấu hiệu bất thường, người mua cần sớm trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thế giới đêm qua có gì? Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lập quỹ tài trợ phát triển không gian. Chile tổ chức trở lại sự kiện ngâm mình trong nước biển lạnh ở El Magellan. Ngày 17 tháng 7, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã thành lập quỹ trị giá 3 tỷ dirham, tương đương 817 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho chương trình không gian trong nước và phát triển vệ tinh radar. Tổng thống UAE Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan cho biết đất nước ông đặt mục tiêu mở rộng năng lực ngày càng tăng trong lĩnh vực không gian. Trong khi đó, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum cho biết quỹ này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực không gian và thúc đẩy các dự án nghiên cứu và chiến lược quốc gia. Vào tháng 7 năm 2020, UAE đã phóng thành công tàu thăm dò Hope vào không gian. Đến tháng 2 năm 2021, tàu Hope đi vào quỹ đạo sao Hỏa, trở thành con tàu không gian đầu tiên của các nước Ả Rập đạt được thành tựu này. Sứ mệnh Hope là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học UAE và Phòng Thí nghiệm Vật lý Khí quyển và Không gian tại Đại học Colorado của Mỹ. Đảo Ship đã mở cửa công viên khảo cổ học dưới nước đầu tiên ở Limassol. Tại đây, du khách có thể bơi lội và nhìn ngắm tàn tích cầu tàu được xem là hoàn chỉnh nhất nằm dưới biển Địa Trung Hải. Chỉ với một chiếc kính bơi lặn, du khách có thể quan sát nhiều bến cảng cổ trong công viên, có từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Các công trình này ở độ sâu từ 1 đến 4 mét, nơi đây còn có nhiều động thực vật biển, qua nhiều thế kỷ đã phát triển thành một rạn san hô tự nhiên. Đây là địa điểm khảo cổ rất nổi tiếng, là một trong những bến cảng cổ được bảo tồn tốt nhất tại Đông Địa Trung Hải. Khách du lịch có thể tự tìm hiểu mọi thứ ở đây, tự mình thám hiểm vì nó là khoảng không gian mở, không có cổng. Họ có thể xem, nghiên cứu và trở lại đây nhiều lần nếu thích. Khi quan sát ở đây, ta có thể phần nào hiểu được nó đã được xây dựng và sử dụng như thế nào. Các chuyên gia cho rằng bến cảng này được xây dựng vào thời điểm đảo Ship là vùng đất tranh giành của hai vị vua thừa kế Alexander Đại Đế. Họ nghiêng về giả thiết đây có thể là căn cứ hải quân vì lối vào hẹp. Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng cảng biển còn có vai trò thương mại quan trọng trong vùng. Các hiệp hội bảo vệ quyền lợi động vật trên thế giới đang vận động xóa bỏ các trận đấu bò vì có quá nhiều cảnh đổ máu. Nhưng để duy trì truyền thống đấu bò, cộng đồng người Bồ Đào Nha ở California, Mỹ đã tìm ra một cách mới, không kém phần sôi động. Corrida, trận đấu bò quen thuộc của người Bồ Đào Nha, diễn ra với những con bò nặng 500-600 kg. Thông thường, kỵ sĩ sẽ cắm lao vào u trên vai bò để làm nó mất máu và kiệt sức. Nhưng tại thị trấn Tulloch, California, các kỵ sĩ không còn dùng lao nhọn nữa. Thay vào đó, mũi lao được bọc bằng vải dính nhám, còn gọi là vải Velcro. Chất liệu bọc ở đầu mũi lao sẽ dính vào chiếc gối gắn trên u vai con bò. So với đấu bò truyền thống, kiểu lao này tạo ra nguy hiểm nhiều hơn cho đấu sĩ vì nó không làm con vật bị thương, không làm giảm sức mạnh của nó. Chúng tôi phải thận trọng hơn. Theo nghi thức đấu Corrida thực thụ, con bò sẽ bị hạ hoặc được tha mạng trong đấu trường.
Tại Turlock, thì trận đấu bò kết thúc bằng việc 8 người đàn ông sẽ vào vòng tròn trường đấu để khống chế con vật và đưa nó ra ngoài. Mới đây tại Chile, hàng ngàn người đã đổ về eo biển Magellan và lao mình xuống nước lạnh. Sự kiện mang tên Ngâm nước biển lạnh ở eo biển Magellan được tổ chức trở lại sau 3 năm tạm hoãn vì COVID-19. Sự kiện diễn ra tại thành phố gần cực nam nhất thế giới Punta Arenas và bắt đầu bằng màn hát quốc ca Chile. Tuyết dày 10cm, còn nhiệt độ thì âm, nhưng những điều đó không thể cản trở 5.000 người lội xuống dòng nước biển lạnh giá ở đây. Nơi đây cách Nam Cực chỉ 1 tiếng rưỡi, nên những sự kiện như thế này rất quan trọng đối với cộng đồng chúng tôi, tạo nên sự kết nối giữa eo biển Magellan và Nam Cực, kết nối chúng tôi với cái lạnh và tuyết. Đây là lần thứ 4 tôi tham gia sự kiện ngâm nước biển lạnh như thế này. Tôi xem đây như là một thử thách và tôi rất tự hào khi có mặt tại Punta Arenas. Sự kiện này có nguồn gốc cách đây 15 năm từ một trò đùa của một nhóm 6 người. Sự kiện năm nay thu hút người tham gia đến từ khắp các vùng tại Chile và từ 15 quốc gia khác. Xin chuyển qua phần thông tin thể thao với phần trình bày của biên tập viên Thái Ân. Xin mời anh Thái Ân. Xin cảm ơn Phong Linh và Phan Ly. Thưa quý vị, đêm qua đội chủ nhà Philippines đã giành chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết cúp vô địch Đông Nam Á. Với đội hình vượt trội nhờ các cầu thủ gốc Mỹ và đang thi đấu ở nước ngoài, tuyển nữ Philippines áp đảo Thái Lan về mọi mặt. Gặp lại Thái Lan ở chung kết sau trận thua 0-1 ở vòng bảng, tuyển Philippines đã có lối đá khác hẳn. Phút thứ 8, hậu vệ Jessica Coward đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Philippines. Sau đó ở phút thứ 21, Katrina Gulu để bóng tung lưới Thái Lan để cho đôi cách biệt. Ở hiệp 2, Sarina Buden ấn định chiến thắng 3-0 cho Philippines ở phút thứ 89. Bàn thắng này giúp cô giành danh hiệu vua phá lưới của giải với 8 bàn. Với tỷ số chung cuộc 3-0, tuyển nữ Philippines lần đầu đăng quang xứng đáng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần mới nhiều thành công và may mắn. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.